đại gia kinh tiến Xuân Trường ăn chay Trường làm siêu dự án. Vị đại gia kinh tiến, đại gia Xuân Trường tên thật là Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1963 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Ông Trường là một doanh nhân nổi tiếng, nằm trong nhóm doanh nhân đạt danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và cúp vàng hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Trường là tổng giám đốc công ty xây dựng Xuân Trường, ngoài ra ông là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Hoa Lư, giám đốc khách sạn Hoa Lư. Ông Trường còn tham gia vào nhiều hoạt động của giới doanh nhân khác như ủy viên ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI khóa 5. Tên tuổi của ông còn gắn liền với những dự án nổi tiếng như khu du lịch Hồ Núi Cốc, khu du lịch Tràng An, chùa Bãi Đính, khu du lịch Tam Chúc, Ba Sao, khu du lịch Cái Tráp, những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa. Dù là doanh nhân lừng lẫy, nhưng tỷ phú Xuân Trường vốn là người kính tiếng, giản dị và ăn chay Trường từ nhiều năm nay. Ông hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, chính vì thế, thông tin về ông trên báo chí cũng vô cùng ít ỏi. Một thông tin hiếm hoi về vị tỷ phú này từng được chia sẻ trên báo giới là ông rất quyết liệt trong công việc, kể cả bạn bè, anh cũng không thỏa hiệp. Ông Trường từng tâm sự, có người đã đúc kết rất đúng rằng, đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời, và cái để lại đó, nếu nó thực sự đáng quý thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý. Có lẽ vì suy nghĩ đó nên doanh nhân này đã mạnh tay chi rất nhiều tiền để xây dựng các công trình nổi tiếng để đời như là một cách để ghi danh cho mình. Ông chủ hàng loạt dự án du lịch tâm linh nổi tiếng. Đại gia Xuân Trường là người thành công với nhiều dự án du lịch tâm linh trên địa bàn cả nước, điển hình như quần thể khu du lịch Tràng An, chùa Bãi Đính, khu du lịch Tam Chúc và đình đám gần đây nhất là dự án xây dựng khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tên tuổi của tỷ phú Xuân Trường được biết nhiều khi ông mạnh tay đầu tư cả ngàn tỷ đồng vào khu du lịch Tràng An, chùa Bãi Đính ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình vào năm 2006. Nhiều thông tin cho hay ông Trường đã bỏ ra 100.000 USD để đích thân đưa Ngọc Xá Lợi từ Ấn Độ về ngôi chùa này. Khu du lịch Tràng An, chùa Bãi Đính nổi tiếng với rất nhiều kỷ lục Việt Nam, Đông Nam Á và thậm chí là châu Á. Đây là ngôi chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, có chuông đồng 36 tấn lớn nhất Việt Nam, có 500 tượng La Hán, có giếng ngọc lớn nhất, có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam. Ngoài khu du lịch Tràng An, chùa Bãi Đính, vị đại gia này cũng đã mạnh tay chi rất nhiều tiền để xây dựng các công trình để đời khác. Năm 2006, tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch khu du lịch Tam Chúc Ba Sao với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, đầu tư dự án chính là công ty xây dựng Xuân Trường. Với diện tích lên đến 51.000 ha, khu du lịch bao gồm các khu chức năng như khu lòng hồ Tam Chúc, khu văn hóa tâm linh chùa Ba Sao, khu trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng, khu sân golf 36 lỗ, khu cây xanh và dịch vụ ven hồ, khu bảo tồn di tích và cảnh quan thiên nhiên. Khu du lịch này được kỳ vọng sẽ là gạch nối giữa khu du lịch Chùa Hương với quần thể khu du lịch Vân Long, Tam Cốc, Bích Động, Tràng An, Bãi Đính, tạo thành một quần thể các khu du lịch sinh thái ngập nước. Đây cũng chính là ba điểm trong trục du lịch tâm linh của khu vực phía Bắc. Cuối năm 2015, công ty xây dựng Xuân Trường có tờ trình đề nghị thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp đầu tư dự án khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp với số vốn đầu tư dự kiến 9,8 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đình đám gần đây nhất của tỷ phú Xuân Trường phải kể đến là dự án xây dựng khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên với số vốn dự kiến kỷ lục là 15.000 tỷ đồng. Điểm đặc biệt của siêu dự án này là kế hoạch xây tháp Phật giáo lớn nhất thế giới với chiều cao 150m, nền móng tháp có chiều rộng 10.000m², có thể chứa được từ 5.000 đến 10.000 người trong một thời điểm tại. Trong lĩnh vực khách sạn du lịch, đại gia Xuân Trường đã đầu tư các khu du lịch và dự án như Hồ Đồng Chương, Tượng Đài Đinh Tiên Hoàng Đế, Công viên Văn hóa Tràng An. Ông cũng chi 200 tỷ đồng để hoàn thiện nhà khách 5 sao trên diện tích 20.000m² theo phong cách Á Đông cổ điển với nguyên vật liệu chính là các loại gỗ quý hiếm như trắc, cẩm lai, gỗ đỏ. Tượng Phật trong dự án tâm linh của ông Trần Bắc Hà hút khách. Pho tượng Phật ngồi được cho là cao nhất Đông Nam Á. Thuộc dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong do ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị BIDV và gia đình làm đại diện chủ đầu tư, đã thu hút hàng vạn khách thập phương đến chiêm ngưỡng. Ngày 11 tháng 3, tức 24 tháng Giêng âm lịch, hàng vạn người từ các nơi trong và ngoài tỉnh Bình Định
đã đến hành hương, dự lễ hội chùa Ông Núi, còn có tên là Linh Phong Thiền Tự, ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tương truyền, ngôi chùa Ông Núi đã hơn 300 năm tuổi, và mỗi năm, chùa có 2 ngày lễ hội lớn, được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng Giêng âm lịch. Nhiều người cho rằng, chùa Ông Núi là nơi linh thiêng, bởi vậy họ đi lễ chùa vào dịp này, để cầu tài, lộc, sức khỏe cho gia đình. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn mọi người dự lễ chùa Ông Núi, sau đó đều đi đến tượng Phật ngồi, bên cạnh chiêm ngưỡng. Tượng Phật ngồi này được cho là cao nhất Đông Nam Á, đến thời điểm hiện nay, thuộc dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong. Được khởi công từ năm 2009 và khánh thành vào tháng 11 năm 2017 với số vốn 500 tỷ đồng. Dự án tâm linh Phật Pháp Linh Phong được đầu tư theo hình thức xã hội hóa do ông Trần Bắc Hà, khi đang giữ chức vụ Chủ hội đồng Quản trị BIDV và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định kêu gọi. Dù vậy, thực tế theo tìm hiểu của phóng viên, việc triển khai xây dựng dự án này đều do ông Trần Bắc Hà và những người thân trong gia đình ông điều hành. Theo ban quản lý dự án Tâm Linh Phật Pháp Linh Phong, tượng Phật ngồi trên có chiều cao 69 mét, bao gồm cả phần chân đế, tượng cao 15 mét, toàn bộ đều được đúc bê tông cốt thép tại chỗ. Tượng Đức Phật ngự trên tòa sen, ở lưng chừng núi, trên độ cao 129 mét so với mặt nước biển, nhìn ra biển Đông. Lưng tựa vào ngọn núi cao nhất, trong quần thể khu di tích núi Bà, dưới chân tượng là trung tâm thuyết pháp Phật giáo và hành lang La Hán, thư viện Phật giáo, bảo tàng Xá Lợi Phật, nơi để du khách đến hành lễ, chiêm bái. Nhiều người dân địa phương cho biết, vào dịp lễ hội này của những năm trước, mỗi ngày chùa Ông Núi chỉ thu hút khoảng hàng nghìn người. Tuy nhiên, do năm nay có tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á vừa khánh thành, nên chùa Ông Núi đã thu hút hàng vạn du khách thập phương đến hành hương. Nhiều linh vật trên gốc cây bàng, hàng trăm năm tuổi. Người đàn ông làm nghề gỗ ở Sóc Trăng đã cùng nhóm thợ điêu khắc tạo ra rồng, rắn, sư tử từ gốc cây bàng hàng trăm năm tuổi. Bộ gốc, rễ cây bàng có người hỏi mua với giá 35 tỷ đồng. Ông Mai Kiên ở Sóc Trăng cùng nhóm thợ điêu khắc tạo ra tượng Phật gỗ cùng các linh vật từ bộ gốc, rễ của cây bàng hàng trăm năm tuổi. 3 năm trước, ông Mai Kiên, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tình cờ đi ngang qua đình Phụng Tường ở ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng, huyện Long Phú, Sóc Trăng và phát hiện 2 cây bàng được người dân trong vùng trồng tại sân đình hàng trăm năm. Trong đó có một cây vừa chết, gốc và bộ rễ chiếm diện tích khoảng 700 m². Thấy ban quản lý đình Phụng Tường thuê người cưa bỏ cây bàng chết, ông Mai Kiên lấy làm tiếc nên hỏi mua bộ gốc, rễ cây bàng cổ thụ với giá 35 triệu đồng. Ông sau đó thuê gần 20 người đào sâu xuống lòng đất để bứng hết rễ cây trong thời gian gần 1 tháng, rồi dùng xe cẩu loại trên 30 tấn để trở về thành phố Sóc Trăng. Theo ông Kiên, đoạn gốc này có nhiều hình thù khác nhau, phía trên giống như một bé trai đứng quay mặt vào trong. Nhóm thợ tôi thuê lấy chọn bộ gốc và rễ cây bàng to như hang động nên đã đào tỉ mỉ từng chút. Do bộ rễ quá lớn nên tôi hỏi người dân thuê phần đất có chiều ngang 15 mét để cho xe cẩu vào, cây cối hư hại. Tôi bồi thường gần 100 triệu đồng. Ở đoạn rễ tự nhiên này, nhìn giống đầu sư tử, ông Mai Kiên chia sẻ. Một số phần phụ của bộ gốc rễ bàng cổ thụ đã được ông Mai Kiên điêu khắc thành hình đầu rắn, rồng, quy, phụng. Ông Mai Kiên bên con beo gỗ được làm từ một phần của bộ gốc rễ cây bàng cổ thụ. Đầu sư tử, rùa và cá sấu được điêu khắc trên bộ rễ cây. Đầu sư tử và đầu rồng ở một nhánh rễ khác. Ở một phần rễ khác nữa là đại bàng và rắn. Theo ông Kiên, nơi rễ cây vươn ra xa nhất dài 27 mét, ngắn nhất 15 mét, ăn sâu xuống lòng đất khoảng 4 mét. Sau 3 năm thực hiện công trình nghệ thuật từ bộ gốc rễ cây bàng, ông Kiên dự kiến đầu năm 2018 sẽ mở phòng trưng bày để khách du lịch tham quan miễn phí. Có người trả giá 2 tỷ, 5 tỷ, thậm chí 35 tỷ đồng, nhưng tôi không bán. Làm nghề gỗ trên 40 năm và gặp được bộ gốc rễ cổ thụ quý như thế này, đối với tôi là tài sản vô giá, cần được gìn giữ để lưu truyền trong dòng họ, người đàn ông 67 tuổi nói. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Lý,
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cho biết, cây bàng còn lại ở đình Phục Tường được người dân cho là khoảng 500 năm tuổi. Cơ quan chức năng chưa xác định rõ, nhưng theo tính toán của chúng tôi thì cây bàng còn lại ở đình Phục Tường đã sống trên 200 năm và đang được đưa vào danh sách đề nghị Trung ương công nhận cây di sản, ông Trần Minh Lý nói.